Thưa quý vị, gần đây trên địa bàn tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng một số đối tượng núp danh hoạt động tri ân, sau đó bán những mặt hàng gia dụng với giá cắt cổ. Đây là những chiêu thức lừa đảo xuất hiện ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước thời gian qua, đã được các cơ quan truyền thông phản ánh. Tuy nhiên thì vì cả tin vào những lời đường mật của người bán, rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố Sơn La đã bị lừa mua hàng với giá cắt cổ. Sau đây là những hình ảnh của phóng viên chúng tôi ghi lại được. Rất khó khăn, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La mới có thể tiếp cận được buổi tri ân này, bởi không có thẻ do công ty phát ra thì không được vào. Em nói anh chị luôn, anh chị mà sử dụng hình ảnh mà anh chị không mời em nhá, thì là em chọn động của tôi. Này, em không động anh trợn mắt này nhá, đừng có nói kiểu như anh là người nhà nước hay là người gì mà anh trợn mắt với tôi. Có mặt tại buổi giới thiệu sản phẩm chủ yếu là phụ nữ, người lớn tuổi được mời đến giới thiệu sản phẩm đồ gia dụng với nhiều ưu đãi. Trong giấy mời gửi đến khách hàng không ghi rõ đơn vị tổ chức, nội dung tới dự lễ trải nghiệm sản phẩm nước mắm, hạt nêm, nước giặt, nước rửa chén. Những người dự tri ân buổi sáng sẽ được phát một phiếu tặng kèm một số sản phẩm và được tặng 50.000 đồng. Và hứa buổi chiều đến dự khi mua sản phẩm từ đơn vị tổ chức tri ân với giá thành rẻ, chất lượng tốt. Thậm chí khi mua một số sản phẩm còn được tặng kèm một sản phẩm khác. Cô này thì không mua bán cái gì, bọn cô ngồi im thôi buổi sáng ấy. Xong đến khi về thì nó cho mỗi người một can nước giặt với 50.000 tiền xe đi lại, thì là một người sáng về hết rồi, thì hẹn là 12 giờ trưa các cô quay lại đây và phát cho mỗi người một cái phiếu. Để lấy niềm tin của các thượng đế, mới đầu các nhân viên bán hàng quảng cáo thổi phồng tác dụng, hiệu quả của các loại sản phẩm bày bán tại hội thảo, và ai mua hàng sẽ được hoàn trả tiền, gọi là tri ân khách hàng. Tiếp theo, các nhân viên bán hàng và khuyến mại hình thức tương tự với các mặt hàng giá trị thấp như nước giặt, bột nêm. Các khách hàng đăng ký mua đều được nhận sản phẩm và phiếu khuyến mại tương đương với số tiền mua hàng. Khi khách hàng đã có niềm tin vào đơn vị tổ chức, các nhân viên bán hàng mới chốt hạ bằng những sản phẩm có giá trị cao. Ví dụ như là một cái bếp là 4,1 triệu. Thế xong rồi cũng bảo là hỏi xem là các cô, các bác là có thích cái sản phẩm của chúng cháu không? Thì ai thích? Thế xong rồi trao sản phẩm xong lại trả lại tiền. Thế là dân tình là cứ nghĩ là sẽ là quà khuyến mại tất. Thế cho nên là đến lúc đóng tiền vào thì chiều được không trả lại nữa. Nhiều người dân muốn trả lại hàng nhưng không trả được, đành mang sản phẩm về. Hai cái này hai bà mua hết bao nhiêu tiền? Hơn 4 triệu, 4 triệu mốt. Không trả lại, bây giờ xót xa thì cũng vô ích rồi. Nó đánh vào cái lòng tham rồi. Tuy nhiên, nhiều người bỏ ra số tiền lớn với gần chục triệu đồng để mua sản phẩm. Lúc đấy như thức tỉnh, đã làm ầm lên đòi trả lại sản phẩm để lấy tiền, nhưng không được trả lại hàng. Khi cả một ngày ngồi tại cuộc giới thiệu các sản phẩm và cho đến khi đã muốn trả lại mặt hàng nhưng chưa trả lại được, và phải cho đến khi các lực lượng chức năng là lực lượng công an thành phố Sơn La có mặt tại đây thì bà con mới được nhận lại tiền của mình. Ngay sau khi công ty hoàn trả lại tiền cho người dân, lực lượng công an thành phố Sơn La đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên và mời những người tổ chức buổi tri ân này về trụ sở cơ quan công an thành phố Sơn La để lấy lời khai, xác minh vụ việc.